Rồi. Đây là Soka sẽ lấy cái móng tay này ra. Bây giờ hiện tại là nó đã khô rồi. Nó lành ở trong rồi và nó có hiện tượng là co bóp vô. Nó sẽ giống như là nó bóp vô trong. Hai cái mé này nó bóp vô. Nó cong lại nó bóp vô và nó rất là đau. Đau đây. Đau ở khóe này. Rất là khó chịu. Thì bây giờ bắt buộc phải cắt ra thôi. Cắt ra cho nó thoải mái. Thì tiên là mình sẽ lấy cây này mình gọt trong đây, mình gọt trong đây hết nó đau nha mọi người, anh em thấy này, nó thấy không, thì nó lâu rồi nó khô hết rồi mà không lấy ra thì đầu nó co lại, cái móng nó chết nó co lại. Giờ mình sẽ lấy kìm mình xẻ nè. Như thế nào mình xẻ tới đó thôi. Này chân này thì trong chân này thì nó đã bung ra. Thấy không? Anh em là kinh dị thì kinh nghiệm thì hạn chế coi, giờ mới lấy ra không lấy thì nó khô lại là nó bóp lại, nó bóp lại cái móng tay mình sẽ đau, rất là đau nè, bóp lại đau, giờ phải lấy ra thôi, mình sẽ cạy cạy như cạy cá hộp nữa. Chỗ nào đau thì chỗ đó còn dính thịt, mà dính thịt gì cũng cắt luôn. Một khi lấy thì lấy hết. Toàn là máu không à, lúc trước không có lấy ra được. Sọt tới đây luôn. Máu không, máu khô phải lấy ra chứ không lấy ra là nó banh hết. Nó cũng ê ê nha mọi người, không đau lắm, hơi ê ê thôi. Sâu thì nó càng ê ê thôi. Thì trong đây thì nó có cái chân trong đây nè, trong đây cũng có cái chân này nè. Chân đó thì từ từ tính. Hôm nay nó có cái gì nữa. Một đống áo khô luôn. Má bầm. Dính đây nè. Hơi cứng. Lại đang thuận tay trái tay phải nhưng mà làm tay trái thì nó hơi lâu.
khúc này cứng như vậy? Khúc này thì dễ. Khó đúng cây nó vào. Chỗ này là hổm viên bi nó trúng vô nè. Thì còn bên đây ngược tay khó lấy, bên đây nó hơi sâu. Không có đau, nó hơi thúng thốn. Đốt cái mũi kéo mà mình bắt buộc phải cắt nó cảm giác luôn. Cái này phải dùng lực nữa. Cắt có đường thôi. Lấy gà mấy bó cái móng mới ra đây một miếng nè, nghe móng nó đụng nè, nó có một viên bi mà banh thôi nha, nghe chúng này là chảy máu rồi, cố gắng rồi. Miếng này hơi to, đưa phải đưa lưỡi dao vô gọc. Còn dính này là mọi người đau quá, còn dính chỗ này. Gọc nó rồi cảm giác còn thốn mới còn dính. Bên đây bên tay trái nghịch rồi ra mọi người.
giờ mình vệ sinh ha. Chỗ này hổm áo bầm nè, hổm viên bi trúng này, hổm viên bi trúng chỗ này, hổm viên bi trúng này nó dập chỗ này này, này. Mà hổm nó trúng giữa móng luôn. Thì hổm viên bi trúng chỗ này, thấy là nó quằn chỗ này luôn, quằn chỗ này, thủng vô chỗ này luôn. Đấy. Thì nó lan hai bên, có hiện tượng lan hai bên thì nó chảy máu này và nó tích tụ lại. Chỗ này mình cần xử lý nè, thì giờ nó ra móng rồi, khá ổn. Cắt từ từ thì nó không có hôi thối nha mọi người. Sụt gà để ý là nó không có mùi. Thấy nó cũng bình thường. Mới đầu thì từng đầu thì nó còn đau nhất, mấy từng sau thì nó thấy nó hết. Không còn đau nhất nữa. Chỗ này còn thịt nữa. Đây còn thịt nữa mọi người. Cái mũi của cây này Suka mài rất là bén, hay gọc giấy được. Cái này như có thịt mong tài hay gớm luôn. Ấn chưa? Rồi bây giờ là ok rồi, coi như là xong. Từ từ nó sẽ ra cái máy. Cái này vệ sinh này, móng khi mà ngón tay mình không có móng tay yếu nè, cái này nó co lại nó bóp vô. Từ từ nó sẽ đẹp lại thôi. Một tháng cái lúc mà bị thương tới giờ là một tháng nè nó mới lành được. Nhưng mà cơ thể của người mình có sự hồi phục rất là diệu kỳ. Rồi cho ta biết mọi người sao bay quá đẹp luôn. Nhìn cũng hài hài đó.
Rồi, nhưng mà nó không có đau. Mình lấy móng ra cho nó, cái này nó bè ra, cái để cái móng nó khô nó sẽ bóp vô, nó bóp vô là móng tay mình nhỏ mà nó hình tượng đau ở đây. Đau hai bên khóe. Nó bóp vô thì nó rất là đau. Nè cái này nè. Anh em thấy nó cong nha. À, cái dạng nó cong với móng tay tự nhiên mình nó cong nha. Nó bấu thịt rất là đẹp. Rồi, vậy là khỏe rồi. Rồi, cái ta đứng ngơ.